Thưa các đồng chí và các bạn, tôi lại tiếp tục kể câu chuyện về một người lính. Anh là Đào Văn Quang, anh thuộc C-11, tiểu đoàn 6, trung đoàn 9, sư đoàn 339, làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Hôm nay tôi xin phép anh Đào Văn Quang và quý vị các bạn đang theo dõi kênh, tôi xin được kể lại một câu chuyện, một thời hào hùng của những người lính làm nhiệm vụ ở chiến trường K. Thì sau khi tôi bắn hạ cái xe tăng của quân Pol Pot và nó được diễn biến ra những cái câu chuyện ở đó, phải nói là nó là rất là khốc liệt. Thì ngay cái buổi chiều hôm đó thì hầu như tiểu đoàn 6 chúng tôi lại được chốt giữ ở khu vực đó và tổ chức cho bộ đội là đào hầm hào công sự và không tấn công. Thì cái đêm hôm đó thì phải nói là những cái trận đánh ở đó nó diễn ra rất là ác liệt. Tại vì là không biết là sư 320A hay là trung đoàn nào đó đánh ở trong các cái dãy núi dài ở đó, nó diễn biến ở trong đó như thế nào thì chúng tôi không rõ, nhưng mà phải nói là pháo rồi là tất cả các loại đạn là chúng tôi nghe rất là rõ. Thì lúc đó chúng tôi cứ nằm đoán già đoán non là đơn vị nọ đơn vị kia. Thì lúc đó là hầu như là cái cứ điểm, các cái căn cứ và cái lực lượng rất là mạnh của quân Pol Pot nó được chốt giữ ở trong những cái dãy núi đất ở Tà Keo đó. Thì đến khoảng độ tầm 3 giờ sáng thì tự nhiên là chúng tôi lại tiếp tục nhận được lệnh và được phổ biến. Bởi vì tôi là cán bộ trung đội nên là thường xuyên trong chiến đấu là tôi phải về chỗ ban chỉ huy đại đội để hội ý ở đó. Thì lúc đó tôi mới biết là tiểu đoàn 5 của trung đoàn 9 là luồn sâu vào trong cái dãy núi đó thì bị vào ổ phục kích hay là như thế nào đó. Thì tôi chỉ nghe được là phổ biến là lúc này là tiểu đoàn 5 bị bao vây và hầu như là bị gần như là tan tác. Khi chúng tôi nhận lệnh là được nghe cán bộ chỉ huy là phổ biến như vậy, thì tôi về tôi thông báo với trung đội xong, và đó là chúng tôi tiếp tục tổ chức luồn vào những cái dãy núi đó để hỗ trợ cho tiểu đoàn 5. Thì chúng tôi hành quân vào thì lúc đó thì hầu như là chúng tôi vào chỉ thấy là một cái đồi trọc và những bụi than rồi là những cái cây cối lá dầu vân vân là nó cháy hầu như là một bãi, nhìn chỉ có một màu là đen xì, nó khủng khiếp những mức độ như vậy. Thì lúc này là lệnh của anh Tư An rồi Ba Cang ở tiểu đoàn 6 đó là xuống cho các đại đội bắt đầu là dàn móng đội hình, thì bắt đầu là tổ chức một cái vòng cung ở đó. Thì nhiệm vụ chúng tôi là chủ yếu là bảo vệ để cho lực lượng vận tải và các đơn vị vào để đi lấy xác. Phải nói cái trận đánh đó thì phải nói là cái tiểu đoàn 5 thiệt hại, sau này chúng tôi được nghe là cũng rất là nặng. Thì tôi là trung đội trưởng trung đội 1, thì hầu như là cái trung đội của tôi là những cái nhiệm vụ đặc biệt, những cái nhiệm vụ khó khăn là hay nhận những cái nhiệm vụ đó. Bởi vì lúc đó là đại đội cũng như tiểu đoàn 6 là rất tin tưởng vào cái C-11 của tôi và đặc biệt là cái B-1. Thì chúng tôi chốt ở đó để cho các cái đơn vị vào để tìm xác anh em, rồi là giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Thì tôi nhận nhiệm vụ là dẫn một trung đội là luồn lên cái ngọn đồi, ở đó chúng tôi gọi là cái đồi 85 theo như trong bản đồ là như vậy, để quan sát và bám nắm tình hình địch. Thì lúc đó hầu như là cây nó cháy hết. Thì chúng tôi luồn lên, nhìn thì nó gần thôi, nhưng mà để luồn lên được nơi chúng tôi cũng phải luồn mất tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mới đến được một cái điểm cao để quan sát ở cái khu vực đó. Thì khi chúng tôi bắt đầu là luồn sâu vào thì hầu như là người ngợm chúng tôi là nó giống như một con cáo, thằng nào thằng nấy là nhìn như một con khỉ đen thui lụi như vậy, chỉ còn một cái miệng với hai cái mắt là nhìn thấy. Bởi vì cây rừng nó cháy, cành cây nó quẹt, rồi là dưới chân là chỉ có bụi than không. Thì khi tôi chỉ huy trung đội lên được đến cái đỉnh đồi 85 thì bắt đầu là phải quan sát xuống sang sườn bên kia. Thì lúc đó hầu như là nó diễn ra cái trận đánh ở đó nó rất là khốc liệt của tiểu đoàn 5. Thì lúc khi chúng tôi vào thì hầu như là không còn địch. Nhưng mà hôm đó cũng rất may cho chúng tôi là toàn bộ
các cái công sự của quân Pol Pot nó đào gọi là tầng tầm lớp lớp. Hàng rào tuyến tiền duyên, hàng rào thứ hai, hàng rào thứ ba là có đầy đủ. Thì rất may là hôm đó chúng tôi phát hiện được bãi mìn. Đặc biệt là hôm đó là cái thằng Lê Thế Thuộc nó quay lại một quang ngày quang mẹ mình đi vào bãi mìn. Thế hóa ra là khi quân Pol Pot nó rút đi thì trong công sự của nó thì hầu như là nó đều gài mìn trong đó. Nên là hôm đó tôi mới phổ biến cho trung đội 1 của chúng tôi là nằm ở đó quan sát và không được một ai xuống dưới công sự và đi tìm đồ tìm đạc ở trên đó, là không cho bất cứ ai xuống cả. Toàn bộ dưới đó nó gài mìn hết. Rất tinh vi, khi nó bỏ trận địa nhưng nó gài mìn xuống trận địa. Thế thì chúng tôi quan sát và bám nắm tình hình địch trên đó khoảng độ một tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng không phát hiện được gì. Thế thì tôi lại dẫn trung đội là quay về vị trí cũ, sau đó là chúng tôi rút ra. Thì khi chúng tôi rút ra thì tôi nói với các đồng chí là đến tầm khoảng độ 2 giờ chiều thì bắt đầu là cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi lại nhận lệnh lại rút quay ra. Rút quay ra thì đến một cái vị trí thì ở đó nó cũng có một cái đường đất, nhưng mà gọi là cái đường bình thường thôi chứ không phải là một cái quốc lộ chính. Nhưng mà hầu như là ở đó là cái khu vực trận địa, ruộng nó cũng cháy, rồi cây cối nó cũng cháy. Thì tự nhiên đến đó thì tiểu đoàn lại nhận được lệnh là dừng lại và cho bộ đội là triển khai đội hình nằm, chủ yếu là nằm dọc theo cái đường lộ đó. Thì đến tầm khoảng độ 4 giờ chiều tự nhiên là ở phía trong núi lại thấy nghe những tiếng nổ, tiếng đánh nhau ở trong đó. Thì lúc đó là C-11 Thành Hoàng anh mới triển khai cho cái đội hình của tôi là bỏ cái trục đường và đưa đội hình vào phía sâu, vào phía trong, tức là không bám theo mặt đường nữa. Bởi vì khi bám mặt đường nó rất là nguy hiểm, bởi vì từ xa có thể là quân Pol Pot trinh sát và các cái cây đài quan sát của nó thì nó sẽ quan sát được cái mặt đường, thì nó câu pháo vào rất là chính xác. Nên là lúc đó là triển khai là cho đội hình là chủ yếu là nằm ở phía ngoài cánh đồng. Thì chúng tôi chốt ở đó được đến khoảng độ tầm trời chập chiều rồi, khoảng cỡ 5 rưỡi 6 giờ chiều rồi, khoảng như thế. Thì tự nhiên là có khoảng độ hơn chục người lính bắt đầu là chạy về cái hướng B1 bọn tôi. Thì lúc đó là thằng Đinh Văn Năm á, là nó ở cuối đội hình, nó là trung đội phó mà nó ở cuối đội hình, còn tôi thì đang ở giữa đội hình. Nhưng mà cái hướng tôi quan sát là nhìn không thấy. Thì thằng Đinh Văn Năm nó mới kêu lên bảo quang hay quang, mẹ bọn Pol Pot nó đang tấn công lên. Thì nghe như vậy thì tôi mới xách súng tôi chạy lại chỗ hướng thằng Đinh Văn Năm. Thì nhìn ra thì có thấy hơn chục người lính là người chạy, người đi bộ, là thất tha thất thểu ở ngoài cánh đồng. Thì tôi cứ để cho đi gần lại, thì đi gần lại đến nơi thì mới phát hiện ra là lính của ta. Nhưng có điều là than rồi là trò rồi là khói súng rồi đấy, toàn bộ quần áo của anh em nó cũng là một màu đen, nó chả khác gì lính Pol Pot cả. Thì khi phát hiện được rồi thì bọn tôi mới vẫy, bọn tôi mới gọi. Thì gọi thì mấy cái người hơn chục người lính là mới đi lại ở chỗ cái hướng bọn tôi. Thì lại đến nơi thì hầu như là anh em nào cũng đang còn cầm, người thì cầm cái khăn mặt, người thì cầm cái áo lót, người thì cầm cái áo dài, là vừa đi vừa bịt vào mồm. Thì tôi mới hỏi, tôi bảo là sao như vậy. Mà khi đến cái chỗ bọn tôi chốt là hầu như anh em nằm bật, có người là nôn thốc nôn tháo rồi. Và có những người gần như đã lên cái cơn như là cơn co giật, nằm sóng xoài thế như vậy. Thì tôi mới bảo thằng Mạnh bảo mới chạy về, đi báo với sang với anh Hoàng, báo với đại đội là có một số anh em bộ đội ta bị như thế nào đó. Thì tôi mới hỏi ra thì chính xác là cái trận đánh đó thì kể cả là cái tiểu đoàn 4 của trung đoàn 9 của chúng tôi cũng dính một số, rồi là một số anh em là bị quân Pol Pot nó bắn cái đạn hóa học. Nên là mười mấy anh lính này là chính xác là lính của sư đoàn 320A là bị cái khói độc đó, mà nên là cho có lẽ là đơn vị bị tản mát. Còn một số anh này là chạy về đây được. Chạy về thì chúng tôi cởi khăn ra thì thấy cái mùi nó cứ khai mù, khai lắm.
Tôi hỏi không biết sao bọn này nó khai thế. Thì hóa ra là khi nó bắn cái đạn hóa học thì mấy anh lính của sư 320A này là đái ra khăn rồi bắt đầu là bịt lên mũi. Bởi vì như thế là cái cách phòng độc cũng rất là tốt, nên là anh em phải thực hiện như vậy. Thì hóa ra là không còn nước, anh em mới đái ra. Thế thì được một lúc thì bắt đầu là y sĩ rồi là y tá bắt đầu của tiểu đoàn là mới đến. Đến thì cũng lấy thuốc ra là tiêm cho mỗi người mỗi phát ngay chỗ cái trận địa, ngay chỗ B1 bọn tôi. Và sau đó là cho cái lực lượng này rút về phía tiểu đoàn. Còn hôm đó chúng tôi vẫn chốt ở đó. Thì chốt suốt cả đêm, thì chúng tôi hầu như là suốt cả một cái thời gian phải cỡ đến một tuần liên tục như vậy. Chúng tôi liên tục cơ động, liên tục đánh địch, liên tục hành quân. Hầu như bộ đội gần như là gọi là rất là mệt. Nhưng mà lúc đó là tiểu đoàn 6 chúng tôi thì quân số đang tương đối ổn. Bởi vì là những cái trận đánh trước là chúng tôi đánh hoàn toàn là cứ thắng. Chứ thiệt hại quân số cũng ít, không nhiều. Thì đêm thì phải nói là nó mệt mỏi lắm. Nằm giữa một cánh đồng, ăn thì chủ yếu là gạo sấy lương khô, thức ăn thì thịt hộp thì lúc còn lúc không, chủ yếu ăn cá khô, rồi là kiếm được cái gì thì ăn thì ăn. Thế là nằm cho đến cái sáng ngày mai thì được lệnh là bắt đầu là chúng tôi lại luồn sâu vào cái khu vực ở đó gọi là ngã tư rừng dừa ở Tà Keo đó. Và sau đó thì nó diễn ra những cái trận đánh ở đó thì phải nói là cực kỳ là ác liệt. Thế thì chúng tôi hành quân gọi là gần đến cái ngã tư thôi. Tại vì từ cái ngã tư đó mà đi vào cái khu vực dãy núi đất đó, cái dãy núi Tà Keo đó khá là xa. Nhưng mà ở đó là một cái căn cứ của quân Pol Pot. Nó phải tập trung cái cấp phải cỡ là sư đoàn ở cái khu vực đó. Sư đoàn hoặc trung đoàn cứng, trung đoàn cộng nó ở đó. Thì đó là theo như thông báo ở trên báo về cho chúng tôi được biết là như vậy. Thế thì xin được nói với các đồng chí là khi đó là trung đoàn 9, bắt đầu là tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 là của chúng tôi. Thì bắt đầu là tổ chức tất cả các lực lượng để đánh chiếm cái rừng dừa. Nhưng mà phải lên kế hoạch mất đâu là và củng cố lại lực lượng của các đơn vị. Và lên kế hoạch đâu khoảng mất 3-4 ngày thì bắt đầu với tổ chức cho bộ đội đánh. Thì hôm đó chúng tôi tổ chức đánh là đánh vào khoảng tầm 4 giờ sáng để bắt đầu tổ chức là cả trung đoàn. Cái trận đó là đánh cả trung đoàn, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6. Thì hầu như đánh cái cấp trung đoàn thì nó khác, chứ không phải là cái việc cá nhân của mình. Thế là chúng tôi cũng bắt đầu là các mũi các cánh là tiếp cận vào. Mà xin nói với các đồng chí là chúng tôi đánh suốt cả buổi chiều đó. Các đơn vị hầu như đánh thọc sâu vào rồi lại phải bật quay lại. Đánh không được, đánh cả cấp trung đoàn lại rút ra. Rút ra thì bắt đầu là đêm thì bắt đầu lại chốt lại. Chốt lại sáng ngày mai đánh từ sáng cho đến chiều. Đánh liên miên như vậy, hết đợt này đến đợt khác, đánh liên tục. Mà trong khi đó là có cả pháo 105 ly, tất cả các cái hỏa lực của ta là phối hợp. Và lúc đó là ta đánh cả bằng xe tăng nữa, thì quân Pol Pot nó cũng có xe tăng. Thì đánh suốt một ngày nữa không được, thì cái trận đó là cái trung đoàn 9 của chúng tôi Cũng thiệt hại cũng nhiều. Sau đó là trung đoàn 9 phải rút ra phía ngoài này, tra xa cái trận địa của quân Pol Pot để tiếp tục lại củng cố lực lượng. Thì được 2 ngày sau thì cái trung đoàn 10 của sư 339 vào là thay cho bọn tôi. Và tiếp tục ngày hồi những cái ngày tiếp theo thì trung đoàn 10 người ta đánh đâu một ngày ròng rã để chiếm cái khu vực ngã tư rừng dừa. Thì hầu như là trung đoàn 10 hôm đó chúng tôi quan sát được trung đoàn 10 đánh, bởi vì là thực ra là trung đoàn 9 chúng tôi rút ra để làm cái lực lượng là giữ bị cho trung đoàn 10 người ta đánh. Thì chúng tôi ngồi xem trung đoàn 10 đánh. Thì trung đoàn 10 đánh suốt một ngày cũng không lên được. Vì trung đoàn 10 lên được, bám được, sát được vào
khu vực rừng dừa thì hầu như cũng bật ra. Và sau này tôi nghe nói đâu là cái trung đoàn 10 này là vấp vào bãi mìn của nó, bãi mìn nó cài gầu như là dây đặc. Và sau này chúng tôi đánh chiếm được cái khu vực vườn dừa đó thì mới biết là cái bố trí hầm hào công sự của quân Pol Pot ở đó là hầu như nó là liên hoàn và tầng tầng lớp lớp, và nó bố trí tất cả các cái bãi mìn một cái diện rất là rộng. Thì hầu như là anh em lên là vấp phải mìn rồi hỏa lực của nó đều bật ra hết. Nói chung gần 10 đánh một ngày đánh không lại, cuối cùng cũng phải rút ra. Thì lúc đó đơn vị chúng tôi rút ra khỏi cái trận địa của quân Pol Pot nó vào khoảng độ tầm chắc khoảng cây số khoảng như thế thôi, không xa lắm đâu. Bởi vì là cái tầm đạn 37 ly mà nó bắn là đang đến cái trận địa bọn tôi. Thì hầu như suốt mấy cái ngày đó là chủ yếu là vẫn là củng cố lực lượng. Và cứ buổi chiều thì nó lại kéo ra 2 đến 3 khẩu mà 37 ly ra khỏi cái khu vực vườn dừa đó, nó lại bắn vào trận địa của bọn tôi. Thì suốt thời gian 2-3 ngày đó hầu như hai bên đấu nhau là bằng pháo hết, chứ còn không dùng bộ binh. Gọi là pháo là trần cái khu vực vườn dừa đó hầu như cũng gần như là nát. Có lẽ là nó cũng thương vong nhiều. Thì được đến ngày thứ tư thì cái tiểu đoàn 6 của bọn tôi bắt đầu là ém sát vào trận địa của Pol Pot. Và tôi nhớ là cái khu vực mà cái chỗ B1 của tôi an ngữ là ở đó nó có hai cái xác xe tăng mà không biết là đơn vị nào đánh cháy của quân Pol Pot, thì cũng vứt ở đó là hai cái xác xe tăng của quân Pol Pot ở đó. Thì cái B1 của bọn tôi cũng gần ngay đó. Thì chốt đó được một ngày một đêm thì cũng chưa có lệnh đánh, mà lúc đó là chúng tôi là hầu như là nằm ở cái phía bên sườn của cái rừng dừa đó. Khi B1 của chúng tôi đang chốt ở chỗ hai cái xe tăng cháy thì đang ở đó, thì liên lạc nó mới lên, nó cái kêu về là tôi về nhận nhiệm vụ và mang cả trung đội về nhận nhiệm vụ. Là lúc đó tôi còn nhớ là cái trung đội 1 của tôi là có 17 tay súng, là gọi như là điêu luyện rồi đó, là 17 tay súng của cái B1 của tôi là vô cái dạng là cũng có kinh nghiệm trong chiến trường rồi, và chúng tôi đã đánh nhiều trận xuất sắc. Thì tự nhiên là liên lạc nó báo như vậy là dẫn toàn bộ lính của B1 của bọn tôi là về chỗ tiểu đoàn 6 nhận nhiệm vụ chứ không về chỗ đại đội. Thì nghe liên lạc nó nói như vậy thì tôi dẫn B1 về chỗ tiểu đoàn 6. Thì khi tôi về tiểu đoàn 6 là toàn bộ hầu như là cán bộ chỉ huy của trung đoàn và tiểu đoàn trưởng Tư An, tiểu đoàn phó, rồi là anh Ba Cang là cũng đang ở đó. Thế thì hôm đó tôi nhận một cái nhiệm vụ thì vô cùng đặc biệt, dùng B1 thuộc C11 của tôi, là lấy một cái B1 của tôi làm nhiệm vụ là bí mật luồn sâu đánh vào cái hậu cứ của quân Pol Pot. Là chúng tôi được giao nhiệm vụ là như vậy, và toàn bộ vũ khí súng đạn là cho tôi chọn. Lúc này là nhận cái nhiệm vụ đó là tôi cũng cảm thấy rất tâm lý rồi đó. Chưa bao giờ mà dùng một trung đội mà đột kích vào một cái đơn trận địa rất là lớn của quân Pol Pot như vậy. Thì lúc này nhận giao nhiệm vụ thì phải nhận thôi. Thế thì anh Tư An, tiểu đoàn trưởng, thì anh mới nói là em nhận toàn bộ các loại vũ khí theo cái yêu cầu của em. Thế thì hôm đó là tôi nhận 3 khẩu B41 và 2 khẩu RBD, còn lựu đạn là lấy toàn lựu đạn của Mỹ, và trang bị thêm cho chúng tôi là một thông tin là đi theo B1. Thế thì anh em nhận vũ khí súng đạn đầy đủ và trang bị gọi là rất là mạnh. Thì khi chúng tôi nhận vũ khí súng đạn xong thì khi tôi trở về chỗ C11 thì anh Tư An, trong chiến đấu thì bọn tôi là kiêng, khi ra trận và làm nhiệm vụ như thế này thì chúng tôi kiêng bắt tay, không bắt tay bắt chân gì hết, mà anh Tư An anh đánh anh đứng. Và tiểu đoàn trưởng Tư An thì có dặn tôi là em cố gắng chỉ huy trung đội hoàn thành nhiệm vụ, và khi em dẫn quân đến đó và ém sát ở đó thì sáng ngày mai tầm khoảng độ 5 giờ sáng
thì có pháo của trung đoàn và pháo của sư đoàn sẽ bắn hỗ trợ khoảng độ 30 phút trở lên. Khi nào ngớt tiếng pháo thì em cho bộ đội xung phong. Và em cứ yên tâm là có tiểu đoàn 5 và một bộ phận của tiểu đoàn 6 là hỗ trợ với em ở phía sau, nên là em cố gắng là hoàn thành nhiệm vụ. Đó là anh Tư An anh giao nhiệm vụ, mà trước khi tôi về chỗ C11 là anh dặn tôi như vậy. Thì khi về đến C11 thì bắt đầu là tổ chức cho bộ đội ăn cơm xong, thì tầm 9 giờ tối thì bắt đầu là tôi nhận nhiệm vụ và dẫn trung đội luồn sâu để đánh chiếm cái khu vực ngã tư rừng dừa ở Tà Keo. Để mà nói lên suy nghĩ thì tôi cảm tưởng như là chúng tôi nhận một cái nhiệm vụ, gọi là cái nhiệm vụ hầu như là như kiểu là thí quân hoặc là cảm tử, nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Và khi đi thì chúng tôi cũng được phổ biến là gần trận địa của địch là ở đó, là bãi mìn của địch nó gài ở đó, thì có nghĩa là chúng tôi là phải vượt qua bãi mìn thì mới vào được cái hậu cứ của nó. Thế thì tôi dẫn quân đi, thì khi tôi đi thì anh Hoàng đại đội trưởng anh còn nói là em không được đi đầu, để cho một tổ đi đầu trước. Thì tôi chỉ cười với anh Hoàng thôi chứ tôi cũng không nói gì cả. Thì bắt đầu là lúc đầu thì dẫn quân đi, thì trong ban đêm thì chúng tôi cũng hàng dọc, đang xa địch là chúng tôi đi hàng dọc. Thì khi gần đến khu vực địch nó đóng quân thì tôi mới cho đội hình là dừng lại. Thì lúc này là tôi không cho bộ đội mấy anh em là đi đầu nữa, mà vẫn là luồn sâu theo hàng dọc, tôi đi đầu. Toàn bộ các cái đường mòn nhỏ nhỏ đó là không bao giờ tôi đi, kể cả là đi vòng tránh là tôi không bao giờ tôi đi vào đó. Cứ bụi cây, cứ cái chỗ nào khó khăn nhất là tôi cho bộ đội là luồn lách là đi vào. Mà phải nói là chúng tôi đến ngày hôm sau mà chúng tôi đánh thắng được cái trận đó thì chúng tôi mới biết là chúng tôi vượt qua bãi mìn trong ban đêm, hầu như là không thấy gì hết. Nhưng chúng tôi bằng cái cách đó thì chúng tôi đã vượt qua được bãi mìn an toàn. Thì khi vượt qua được bãi mìn an toàn rồi thì chúng tôi đã ém sát vào trận địa của địch rất là bí mật. Thì tôi mới triển khai cho trung đội dàn hàng ngang theo cái đội hình là hơi vòng cung, có nghĩa là ôm lấy cái một cái bộ phận của cái chốt của địch. Mà lúc đó là chúng tôi là luồn sâu vào hậu cứ của nó đó, chứ không phải là cái tuyến tiền tiêu của nó đâu. Thì khi triển khai đội hình xong thì tôi cho cái thằng thông tin là vào một cái bụi cây nằm cách đội hình khoảng độ tầm 25 đến 30 mét. Và tôi ở trên này thì vẫn cho bộ đội là tiếp tục là quan sát địch. Và theo như hiệp đồng thì sáng mai 5 giờ thì sẽ có pháo của đơn vị là chi viện, sau đó là chúng tôi xung phong. Thì cái khi ém quân thì phải nói là tâm lý nó rất là lo lắng, không biết rồi là lát nữa vào trận đánh là nó như thế nào đây, rồi là liệu là mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Mà nó đặt ra cái câu hỏi trong cái suy nghĩ của tôi, mà mình là cán bộ trung đội, là cán bộ chỉ huy, là sâu sát mà sát sườn với chiến sĩ của mình nhất. Thì đến gần 5 giờ sáng rồi thì tôi mới bò xuống lại chỗ cái thằng thông tin, thì tôi mới bảo nó là mày ở đây và sau đó mày gọi về trung đoàn là trời gần sáng rồi mà sao chưa thấy pháo bắn. Thì thằng thông tin nó gọi về trung đoàn, thì sau đó nó nói lại với tôi là đang chờ một lát nữa. Thì tôi chờ được khoảng độ tầm 15 phút thì trời hầu như đã gần sáng rồi. Thì tôi lại bảo là mày gọi về trung đoàn hỏi xin ý kiến của trung đoàn như thế nào. Thì vẫn bảo chúng tôi đợi, mà lúc này trời thì chuẩn bị sáng rồi, không đánh không được. Lúc này là vào cái thế là hầu như chúng tôi phía sau lưng chúng tôi là bãi mìn, phía trước mặt là quân Pol Pot. Thì lúc đó tôi mới bò lên chỗ mà anh em B1 chúng tôi đang còn bí mật nằm chờ ở đó. Lúc đó chúng tôi sát trận địa địch có khoảng tầm 30 mét thôi, không có xa, có một tầm lựu đạn là ném đến nơi thôi. Thì quân Pol Pot gần sáng nó dậy, nó đốt lửa, nó nấu cơm hay nó làm cái gì ở đó thì tôi cũng không rõ.
thì quan sát rất là rõ ràng, có nghĩa là con Pol Pot nó đi đi lại lại trước mặt, có thằng cách chúng tôi chỉ còn tầm 20 đến 30 mét. Thì lúc này tôi phải quyết định là không nghe lệnh của trung đoàn phối hợp với pháo binh nữa. Bởi vì sáng rồi, mà sáng ra thì chúng tôi nằm phơi mình ra đó đấy, là cả cái trung đội tôi không thể thể thoát được, nên phải đánh. Mà chỉ con đường đánh thì mới có thể là giải quyết được, mà có thể là chúng tôi còn sống sót trở về được. Thì tôi bò lên từng người một, tôi dặn là khi tao ném một quả lựu đạn xong thì tất cả ba khẩu B41 và RBD thì khóa hai đầu hai cánh, là tất cả là bắn xối xả vào. Bắn xối xả xong B41 nổ xong thì xung phong đánh chiếm trận địa địch. Chúng tôi xác định, bởi vì chúng tôi đang rất bí mật, thì tôi phát hiện cái đống lửa và có hai ba thằng Pol Pot nó đang còn lượn lanh quanh ở cái khu vực đó, và phía trong thì lố nhố mấy thằng nó cũng dậy rồi, nó cũng đang chuẩn bị. Thế là tôi cầm quả lựu đạn, tôi ném quả lựu đạn vào cái chỗ cái đống lửa mà nó đang đốt rồi. Tôi ném quả lựu đạn nó nổ cái rầm một phát thì anh em nó đứng lên nó bắn B41 rồi AK RBD bắn xối xả vào khoảng độ tầm không đến nửa phút đâu, khoảng độ 15 giây thì bắt đầu là tôi hô xung phong. Thì phải nói ông đó B1 chúng tôi có cái tinh thần chiến đấu là phải nói là rất tốt. Khi tôi hô xung phong một phát thì anh em hàng ngang đồng loạt xung phong, vừa lao vào trận địa của địch vừa bắn. Không đầy một phút đồng hồ thì chúng tôi đã chiếm được toàn bộ cái cung sự, cái phần hậu cứ của nó. Thì bắt đầu là nó bị chạy về vào phía rừng dừa. Thì cái lúc chúng tôi bắn là khi chúng tôi xung phong lên thì lao lên đã thấy xác Pol Pot nằm đó rồi. Thì tôi vẫn tiếp tục là hô cho bộ đội tiếp tục xung phong vào cái vườn dừa. Thì cứ thế là trong vườn dừa là chúng tôi nép vườn dừa và là bắn nhau. Mà hôm đó là quân Pol Pot hầu như bị bất ngờ, mà cái hướng đó là hầu như là cái hướng nó phòng ngự cũng không phải là mạnh. Thì cứ thế là chúng tôi trong vườn dừa chúng tôi đánh, đánh hầu như là quân Pol Pot nó phản kháng lại rất yếu. Thì khi chúng tôi đánh thì bắt đầu là nó bỏ, nó chạy sang cái hướng đường kia. Thì hôm đó là cái tiểu đoàn 6 của tôi lại nó chạy ra cái hướng ngoài chỗ ngã tư. Thì bắt đầu là tiểu đoàn 4, tôi nhớ là tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 là đánh ập cái hướng đường đó lại. Thì khi đây bị tiểu đoàn 4 nó đánh ập lại thì quân Pol Pot nó lại chạy lại cái hướng của chúng tôi. Thì bắt đầu nó chạy lại hướng chúng tôi thì bị chúng tôi đánh. Thì nó còn một cái lối duy nhất là bắt đầu là nó chống trả lại. Nó chống trả lại thì cũng yếu ớt thôi. Tại vì tôi nhìn là có thằng còn không xách được súng. Có những thằng chết nhưng mà khi chúng tôi kiểm tra còn không có súng, bởi vì quá bất ngờ thì không cầm được súng. Nên là nó bắn lại chúng tôi là chủ yếu là AK thôi. Thế là tấn công hai tiểu đoàn kia nữa là tấn công đánh lên một hồi khoảng tầm 30 phút. Thì toàn bộ cái trận địa mà cái B1 chúng tôi đảm nhiệm, chúng tôi chiếm hoàn toàn khu vực đó và phát triển về cái hướng hậu cứ của địch. Thì hôm đó chúng tôi thu được một khẩu 12 ly 7 nó vứt lại này, một khẩu pháo 105 ly là phía sau cái trận địa mà bọn tôi đánh. Thì lính pháo binh mà bị bọn tôi đánh bất ngờ như vậy thì riêng lính pháo binh thì cái khả năng chiến đấu nó yếu, nên là khi bị B1 chúng tôi đánh bất ngờ thì hầu như là quân Pol Pot chủ yếu là bị chạy. Thế đến khi mà đánh gọi như là hoàn toàn là làm chủ được, nhưng mà lúc đó là chúng tôi chỉ hai tiểu đoàn với cộng với cái B1 của bọn tôi ấy, thì nó chỉ là một cái trung đoàn thiếu thôi. Có nghĩa là chúng tôi mới đánh được gọi là một vùng thôi, chứ ở đó nó rất rộng. Rồi các đơn vị khác đánh ở hướng khác thì vẫn nghe tiếng nổ, tiếng đánh nhau ở khu vực khác nữa. Như thế nào thì tôi không rõ. Thì khi tôi cho trung đội bắt đầu là vận động truy kích thì lên đến cái chỗ cái trận địa pháo của nó thì thu được một khẩu 12 ly 7 và một khẩu pháo 105 ly. Và toàn bộ có những chỗ là đồ ăn thức uống của nó, rồi là vân vân như cái khu hậu cần của nó, là nó để lại hầu như đang còn nguyên si. Hôm đó chúng tôi lấy được chiến lợi phẩm cũng nhiều, chủ yếu là đồ ăn rồi thuốc lá. Rồi là vào sâu phía trong thì chúng tôi còn thu được cả hàng đống đạn pháo 105 ly, rồi là các cái hòm đạn AK, rồi
đạn B-40, B-41 nó tấp tấp cứ ở dưới gốc dừa đó, bởi vì các cái lùm cây đó, nó tấp đạn trong đó, thì hầu như chúng tôi làm chủ trận địa. Đó là một cái trận đánh mà sau này là cái trung đội của chúng tôi là được khen ngợi, và sau đó là chuẩn bị là cấp quần áo mới cho cái trung đội bọn tôi là để về nước để báo cáo và nhận cái danh hiệu anh hùng hay như thế nào đó ở bên nước đó. Sau này là ý định của trung đoàn là như vậy. Đó là một câu chuyện kỷ niệm đời lính của anh Đào Văn Quang, tôi cũng xin được kể lại là như vậy.